Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Yelan TV. Hôm nay mình lại quay clip cho mọi người xem. Hôm nay mình đi hái nhót nha mọi người. Đây là cây nhót nha. Này, trái đã luôn các bạn ơi. Chắc nữa mình hái cho mọi người xem nha. Ăn ngọt lắm, chua chua ngọt ngọt. Đây, mình quay gần cho mọi người xem nhé. Chảy nước miếng quá các bạn ơi. Cái nhót này nhỏ xíu mà trái đã luôn các bạn ơi. Trái này chấm muối ớt là đúng bài luôn các bạn ơi. Trái khiếp luôn các bạn ơi. Thêm một trái nữa. Chua 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 ngọt ngọt bạn ơi. Mời các bạn cùng ăn với mình nhá. Đây là cây nhót vườn nhà mình các bạn ơi. Đây mình đi hái nha, hái nhót nha bạn nha. Đây là trái đã luôn các bạn ơi. Đây là mình đi leo thang nha. Đấy, cây nó cao lắm. Đây nè. Đấy, mình thấy chưa? Đó, trái nhót đây. Chín vàng, chín đỏ luôn nè. Đây nè. Khá nhiều lắm bạn ơi. Đấy. Đây nè, trái nè. Đấy. Mày thấy chưa? Đây nè. Đó, trái nó đẹp lắm. Đấy. Đây mình vừa mới hái xong bạn ơi. Đấy, mình bỏ theo lớp 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 lớp. Đây nha, mấy cái hai lớp thôi đây này. Đấy. Đem về ăn. Bỏ vào thùng xốp bạn ơi. Đây này, nắp của nó đây. Phải đi hái tiếp bạn ơi. Đây này, trái nó này. Đấy.